Trò chơi tình dục là một bộ phim của Philippines, một bộ phim có dàn diễn viên đẹp, nhiều cảnh nóng bỏng. Đây là bộ phim được sản xuất của một hãng phim lớn 18 cộng. Tình tiết của bộ phim xoay quanh một cặp gia đình giàu có. Đôi vợ chồng này rất thích trải nghiệm với những thú vui tình dục. Họ luôn nghĩ cách tạo ra những trò chơi mới, nhưng mà khi họ tham gia một câu lạc bộ thì tình cảm của họ bắt đầu rạn nứt. Sense of history ka dyan? Hoy, kahit anong role lang ibigay sa akin. Sex with a cadaver. Patawa ka. Dapat mas masaya. Hi, I'm Debbie. Kinumbinsin na. Pero madala sa internet na lang kami. Eh, wala naman kung kamitan ng drugs. Dapat kusa silang bumigay. Best acting ko yun. Though muntik na akong matumba dahil mabigat ako. Sorry talaga sa nagawa ko. Paglaruan. Paraan para malugi ito. Sa kanya, bibili sa murang halaga. Lahat. Ngayon ka pa ba susuko? Tatay, hindi sinasagot ng phone. Sa kasino na naman yun. Lalo kang hindi makakabawi. Ang umaayaw. Tangan namin ng pera. Sorry talaga. Puro kasino. Umutang kaya ako kay Mrs. Blanc. Yung tatay niya, sa kasino. Ngayon, panoorin natin